Ơi, chào các bạn. Sao? Cái cây này bông thấy sợ luôn á trời. Lần đầu tiên tôi có được cây như vậy. Đây nè. Quá trời. Bông rớp trời luôn. Ra không biết bao nhiêu đợt rồi. Nó vẫn còn ra tiếp. Châm luôn. Ngập trời luôn á. Cái bông mới nở nhìn rất là đã. Nào. Ra một cái như vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hơn gần 10 bông. Thì ghê thiệt á. Này nếu mà vậy mình ăn đợt hoa này mình cắt đọt hết ta. Cắt đọt cho nó phân tàn ra. Nhìn ghê thiệt á. Nhỏ lớn nhưng mà lụm được chậu này. Chậu này là cái chậu lúc trước mua trên đường Thành Thái á. Mua lúc dịp Tết á. Đã không? Ông này nữa mà ông lên ông bán nữa mình ra mình ủng hộ nữa. Tết là như là 23 Tết là đã bắt đầu ông bán à. Nhiều hoa, nhiều màu. Nhìn đã. Nhỏ lớn luôn. Tôi trồng mà toàn leo que mấy bông rồi. Giờ này tự nhiên có bông này. Bông này là không có trồng. Bông quá trời bông. Nhìn ghê quá.